Donny Lê Tuấn Anh, giấc mơ dang dở với bóng đá Việt Nam. Giải đất hình chữ S chưa bao giờ là thử thách dễ dàng với những cầu thủ Việt kiều. Năm 2011, Học viện bóng đá Bohemians Praha đã chọn ra 25 tài năng xuất chúng nhất ở lứa tuổi U13 sau một loạt các cuộc sát hạch khốc liệt. 6 năm sau, chỉ còn 5 cầu thủ trụ lại và thi đấu cho lứa U19 của đội bóng này. Donny Lê Tuấn Anh là một trong 5 cái tên kể trên. Anh cũng là cầu thủ gốc Việt hiếm hoi được tin dùng ở cấp độ cao nhất bóng đá Cộng hòa Séc. Thế nhưng, ước mơ của Tony lại không nằm ở xứ sở pha lê. Con muốn thực hiện cho bằng được ước mơ khoác lên mình chiếc áo đấu đội tuyển Việt Nam, Tuấn Anh từng tâm sự với bố. Nhưng giải đất hình chữ S chưa bao giờ là thử thách dễ dàng với những cầu thủ Việt kiều. Bước khởi đầu trên hoa hồng. Tony Lê Tuấn Anh sinh năm 1999 tại Benesop. Cha của anh, ông Lê Tuấn, từng có thời gian học bóng đá tại đại học. Trước khi một tai nạn khiến ông bị gãy chân và không thể tiếp tục đam mê, ông quyết định sang Cộng hòa Séc làm ăn từ năm 1982. Trước ở tiệm, tôi có đến 3 cửa hàng quần áo, ông Tuấn tâm sự với VTC. Nhưng tiền không thể mua được hạnh phúc khi chứng kiến từng bước đi của con. Vì đam mê chơi bóng của cháu, tôi chỉ giữ lại một cửa hiệu. Đổi lại, mỗi cuối tuần, hai vợ chồng tôi lại đánh xe đi xem con mình đá bóng, được sống cùng cảm giác của các con trên sân. Ai cũng bảo tôi bị hâm, bị điên rồi, tôi bỏ mặc tất cả. Với linh cảm của một người bố thực sự hiểu khả năng của con, mình không phải khoe, nhưng Tony năm nào cũng đạt được thành quả tại Séc. Không ai có thể phản bác được lời khẳng định của người đàn ông đến từ Bắc Giang. Tại mùa giải 2015-2016, tiền vệ tấn công này ghi được 15 bàn thắng và từng được Liên đoàn bóng đá Cộng hòa Séc triệu tập để chơi cho đội U17 nước này. Một năm sau, anh chơi 20/21 trận, ghi 3 bàn và có 5 đường kiến tạo. Góp công lớn giúp U19 Bohemians dẫn đầu tại giải trẻ vô địch quốc gia Cộng hòa Séc. Nhưng khi biết tin U20 Việt Nam tập trung để chuẩn bị tham dự U20 World Cup tại Hàn Quốc và sẵn sàng chào đón mọi cầu thủ, Tony gần như không tốn nhiều thời gian để lựa chọn. Em nó cứ nằng nặc đòi về. Ông Tuấn nói, tôi hiểu điều này vì từ nhỏ cho đến giờ, gia đình tôi luôn sinh hoạt theo truyền thống Việt Nam. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, hai cha con qua sự giới thiệu của một siêu cò đã quay trở về Việt Nam để thử việc cùng với U20 Việt Nam. Nhưng nếu sự nghiệp của Tony ở Cộng hòa Séc là những trải nghiệm màu hồng, thì ở Việt Nam, cậu bé này phải bắt đầu làm quen với những thất bại. Tony Lê Tuấn Anh thành công trong bước đầu sự nghiệp tại Cộng hòa Séc, nhưng gặp nhiều khó khăn khi về Việt Nam. Tuấn Anh, đi đâu vậy? Dũng ơi, Bùi Tiến Dũng, nhắc Tuấn Anh. Ở ngoài đường biên, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nhắc lớn mỗi khi cậu học trò bỏ vị trí. Ngay từ những bài tập khởi động, tiền vệ này đã không theo kịp và tỏ ra khá đuối ở những động tác khó. Đến khi chia đội hình thi đấu đối kháng, Tony liên tục để mất bóng. Những pha tranh chấp cũng tỏ ra hời hợt. Người chơi cặp ở hàng tiền vệ, Bùi Tiến Dũng liên tục nhắc nhở, nhưng có vẻ như Tony không đủ thể lực để theo kịp các tình huống. Thời tiết quá nóng khiến tôi không tài nào thể hiện được hết khả năng của mình, Tony chia sẻ với Dinh. Tôi nhớ có lần cả đội phải chạy 10 km trên bờ biển dưới trời nắng, và lúc đó tôi chưa được ăn sáng. Tôi suýt ngất trong lúc tập luyện. Đó là ký ức khiến tôi vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Những rào cản vô hình như vậy đã xuất hiện ngay từ những buổi tập đầu tiên. Thật khó cho một người vốn đang quen với thời tiết châu Âu có lúc xuống dưới âm 20 độ lại phải tập luyện trong cái nắng hơn 32 độ C ở biển. Ngôn ngữ cũng là một vấn đề không hề nhỏ. Tony khó khăn trong việc hòa nhập vào U20 Việt Nam, khiến tôi cảm thấy hối hận khi vào bóng chuyện tập cho con mình tiếng mẹ đẻ từ ngày nhỏ. Bố của Tony tiếc nuối. Từ khuôn mặt tái nhợt sau mỗi buổi tập thể lực cùng các đồng đội, sau một vài buổi tập, Tony Lê Tuấn Anh bắt đầu dần thích nghi với môi trường mới. Cầu thủ sinh năm 1999 không những hoàn thành xuất sắc tốt giáo án thể lực do chuyên gia Martin Fokker đưa ra, mà còn tự tin hơn ở trong các pha xử lý bóng ở bài tập đối kháng. Mặc dù vậy, lần thử sức của Tony trong màu áo đội tuyển U20 Việt Nam lại có cái kết không thể cay đắng hơn. Tony Lê Tuấn Anh đã có trải nghiệm đáng quên ở đội tuyển U20 Việt Nam. Ngày 30 tháng 3, Tony Lê Tuấn Anh không được ra sân tập luyện cùng đội. Hành trình thử việc của Tony kết thúc sớm hơn dự kiến. Được sự cho phép của ban huấn luyện, anh trở về Cộng hòa Séc để chữa trị dứt điểm chấn thương sụn chêm đầu gối phải. Cầm trên tay bằng chụp chiếu X-quang đầu gối của mình, Tony không giấu nổi vẻ buồn bã. Tôi biết làm sao giờ, giấc mơ của Tony đến đây là dang dở rồi, ông Tuấn nói với VTC với đôi mắt ngấn lệ. Những ngày ít ỏi còn lại tại Việt Nam, tôi sẽ nhờ người thân ngoài Hà Nội kiểm tra kỹ lưỡng cho cháu rồi về lại bên kia. Sụn đầu gối của Tony có vấn đề là do cơ thể của em phát triển quá nhanh. Cần biết rằng Tuấn Anh không hề bị loại khỏi U20 Việt Nam. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và giám đốc kỹ thuật Jürgen Gett đều muốn giữ cầu thủ Việt kiều này ở lại, tạo cơ hội cho cậu nhóc cọ sát tại giải giao hữu U19 quốc tế diễn ra vào tháng 4 tại Nha Trang. Tuy nhiên, chấn thương của Tony là trường hợp khiến nhiều tài năng trẻ Việt Nam vật lộn trên con đường sự nghiệp. Ngay cả ở U20 Việt Nam cũng có một số trường hợp của đội trưởng Nguyễn Trọng Đại. Điều này khiến thầy Tuấn và ông Jürgen tỏ ra khá lưỡng lự với lời đề nghị ban đầu. Thầy Tuấn và ông Jürgen rất có tâm, trách nhiệm với những cầu thủ. Ông Lê Tuấn nhớ lại, cả hai đều bảo với tôi và cháu Tony là về chữa lành hẳn đầu gối đi, chúng ta sẽ gặp nhau vào năm sau. Có một vấn đề ở lần thử sức đầu tiên với bóng đá Việt Nam mà Tony Lê Tuấn Anh khá nhạy cảm, đó là truyền thông. Lần đầu tiên trong đời,
tôi bị nhiều ống kính chĩa vào mình như ở Việt Nam. Tony nhớ lại, bản thân ông Tuấn cũng cảm thấy ngần ngại khi nói về nỗi ám ảnh này. Mẹ của Tony toàn mắng tôi, bắt phải đưa em nó về ngay khi nhìn thấy hình ảnh hốc hác của em trên báo chí. Ông nói, tròn một năm sau, sự chú ý của truyền thông không còn gắt gao như trước nữa, nhưng kết quả vẫn tương tự. Ngày 13 tháng 4 năm 2018, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chốt danh sách U19 Việt Nam tham dự giải bóng đá quốc tế Shogun JC Cup tổ chức tại Hàn Quốc, trong đó không có tên của Tony Tuấn Anh. Sau đó, thầy Tuấn có đề nghị Tony ở lại chơi bóng cho PVF để làm quen dần với bóng đá xứ sở, nhưng anh từ chối để trở lại Cộng hòa Séc hoàn thành việc học. Tony trở về châu Âu, ký hợp đồng bán chuyên với câu lạc bộ Bonnet Hemas, đội bóng đang thi đấu ở giải hạng 3. Năm 2020, giám đốc thể thao của đội 1 muốn Tony lên thi đấu cho Vlamsim, đội bóng cũ của Philip Nguyễn ở giải hạng nhì để tích lũy kinh nghiệm. Nhưng chỉ sau đó 2 tháng, anh lại được gọi trở lại Bohemas. Trong một diễn biến mà ít ai nghĩ tới, tháng 12 năm đó, trang chủ của Bohemas đưa tin tiền vệ đội B Tony Tuấn Anh sẽ chia tay đội bóng để khoác áo Bình Định dưới dạng cho mượn, thi đấu ở giải hạng nhất của bóng đá Việt Nam, đồng thời chiến đấu cho một vị trí đội tuyển Việt Nam. Bình Định khi đó mới thăng hạng, nhưng tỏ ra rất tham vọng với những bản hợp đồng chất lượng như Hồ Tuấn Tài, Rimario hay An Bujungkyun. Sau một thời gian án binh bất động vì đại dịch Covid-19, tháng 4 2021, Tony chính thức được huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng cho ra mắt. Dù chỉ mới kịp đứng trên sân cỏ V-League 12 phút, song đó vẫn là một khoảnh khắc đáng nhớ. Thế nhưng, sau đó là vỏn vẹn 4 phút trước Thành phố Hồ Chí Minh và 29 phút trước Viettel FC. Hết thời gian cho mượn, Tony lại trở về Cộng hòa Séc không kèn không trống. Anh vừa mới trở về khoác áo đội bóng quê hương SK Benešov vào hồi tháng 2. Chấn thương đầu gối đã ảnh hưởng đến sự nghiệp của Tony Lê Tuấn Anh. Ở lần đầu thử sức với bóng đá quê hương, hai bố con Tony đã quán triệt tư tưởng rõ ràng, chỉ mong được khoác lên mình chiếc áo in hình cờ Tổ quốc Việt Nam. Cả hai đều từ chối ngay khi được hỏi về việc cạnh tranh một suất tham dự U20 World Cup, bởi như ông Lê Tuấn nói, cần phải biết mình đang ở đâu. Tôi có nói với Tony về cái kém cỏi của em đó chứ. Đây không phải là thất bại, mà đó là bài học dành cho con. Con về rồi, giờ con biết mình đang ở đâu chưa? Con đã thấy sự khác biệt giữa đội tuyển và câu lạc bộ chưa? Năm nào ở câu lạc bộ con cũng giành danh hiệu, cũng giành huy chương, nhưng như thế là chưa đủ để lên tuyển, ông Tuấn nói với VTC. Tony đồng tình với bố. Chuyến đi này đã mang lại cho tôi nhiều bài học. Nếu có dịp được trở lại, tôi sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn. Ít nhất, tôi sẽ không còn sợ nữa. Đội tuyển Việt Nam có lẽ sẽ mãi là giấc mơ dang dở với Tony Lê Tuấn Anh. Nhưng nhà thơ Tố Hữu đã từng viết, nếu là con chim chiếc lá, thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh. Ít nhất là Tony đã thử, ít nhất là anh không còn sợ hãi, và ít nhất anh sẽ không phải hối hận vì đã không cho mình cơ hội.